Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông báo cụ thể về việc tổ chức dạy học tiếng Anh đối với giáo viên người nước ngoài trước dư luận phản ánh về tình trạng gợi ý ép buộc học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài tại các trường tiểu học trên địa bàn. Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài cũng như dạy kỹ năng sống là những môn học tự nguyện do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký. Không phải học sinh nào cũng có nhu cầu nên chỉ được tổ chức ngoài giờ học chính khóa, không chèn trong thời khóa biểu chính khóa. Chỉ triển khai tổ chức cho học sinh có cha mẹ đăng ký tham gia học trên tinh thần tự nguyện, đồng thời nghiêm cấm việc gợi ý ép buộc học sinh tham gia. Việc tổ chức phải đảm bảo quyền lợi của việc học tập, an toàn và phù hợp với tâm sinh lý của học sinh. Các trường chỉ được phép triển khai thực hiện khi xây dựng kế hoạch đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và được Phòng Giáo dục Đào tạo các quận, huyện phê duyệt.